Tôi xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin phép được đọc câu hỏi số 3 của anh Châu Văn Hòa ở Cà Mau. Thưa ban giải đáp, Đức Phật dạy trong kinh về cúng dường như sau: cúng dường 1.000 vị tu chứng A-la-hán không bằng cúng dường 1 bích chi Phật. Cúng dường 1.000 bích chi Phật không bằng cúng dường 1 vị Phật. Cúng dường 1.000 vị Phật cũng không bằng cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng. Xin ban giải đáp cho chúng tôi biết, cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng có phải là cúng dường cho tánh Phật của chính mình không ạ? À? Và phương pháp để được cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng ạ? À? Xin giải đáp câu hỏi số 3 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu ở Cà Mau. Cúng dường cho một vị đạo nhân vô tu vô chứng là cúng dường vị thầy chùa không tu không chứng đó. Xin mời hỏi tiếp.